Thưa quý vị, Quảng Bình vừa phát hiện thu giữ hơn 11 tấn mỡ bò các loại không rõ nguồn gốc và xuất xứ trị giá gần 300 triệu đồng. Cụ thể, 13 tháng 8 tại km 611 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông 141 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu xe tải biển kiểm soát 73G01298 do ông Phan Tri Thức, ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển dừng lại để kiểm tra. Khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có 11.236 kg mỡ bò dạng lỏng và dạng khô, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đựng trong 225 bao tải dứa. Trị giá ước tính của số hàng hóa này gần 300 triệu đồng. Ông Thức khai nhận, ông được thuê chở số hàng hóa trên từ phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, đến giao tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Trên đường đi thì bị bắt giữ.